B phone thế hệ thứ tư sẽ không có B52 mà sẽ có B40, B60, B86 và B86S. Chào mừng các bạn đến với mục điểm tin của mình vào ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4. Như vậy, Càng gần đến ngày ra mắt của Bphone thì các thông tin chi tiết của Bphone ngày càng được tiết lộ rõ nét hơn Theo thông tin trước đây thì Bphone sẽ dự kiến ra mắt vào ngày 7 tháng 4 năm 2020 Tuy nhiên do lịch cách ly mới của chính phủ nên điều này còn phụ thuộc vào Đài truyền hình Việt Nam Không biết là Bphone có được ra mắt đúng thời điểm hay không Ngoài ra, theo thông tin mới nhất thì B Phone sẽ có 4 phiên bản. Theo trang Genka, B40, B60, B86 và B86S không có B52 nha. Nghe B52 này giống như như là máy bay B52 quá. Đây là điều uh, uh CEO Nguyễn Tử Quảng hóm hình nhận xét không có B52. Tên gọi của bốn mẫu máy BKV sắp trình làng là B40, B60, B86 và B86S. Và dựa theo cách đặt tên thì có thể B40 và B60 sẽ nằm ở phân khúc giá rẻ và tầm trung, trong khi đó B86 sẽ là cận cao cấp và B86S sẽ là phiên bản đặc biệt của B86. Thì buổi ra mắt chính thức của Bphone vào ngày 7 tháng 4 sẽ phụ thuộc vào cả đối tượng đối tác là Đài truyền hình Việt Nam Giải thích về con số 86 thì Nguyễn Tử Quảng không xác nhận trực tiếp, tuy nhiên ông nói Thích cái giải thích của nhiều bạn, 1986 là năm đánh dấu sự đổi mới của đất nước Và CEO BKV cho biết không quá đặt nặng vào thời điểm ra mắt Bởi lẽ Bphone đã ra mắt từ khi đăng bài đầu tiên trên Facebook Lẽ ra mắt chỉ là một điểm nhấn của sự kiện nhưng ra mắt vào thời điểm nào thì không quá quan trọng. Như vậy các bạn vừa mới đến với mục điểm tin của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy subscribe kênh của mình để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video.